Chủ xăm chỗ này bắt trend cực đỉnh, người ta có món gì là anh có món đó, mà bán rẻ hơn mấy triệu nha. Có xúc xích lạp xưởng, bánh phô mai, chè long nhãn. Nhà anh là chuyên bắt trend, tất cả những loại trend gì mới nhà anh đều có. Anh bỏ xỉ tất cả các cơ sở là Sài Gòn, tất cả những chỗ ấy là trong này là lấy của anh. Chỗ này có tên là ăn vặt Lin Lin, địa chỉ là số 296 đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, bán từ 3 giờ chiều cho đến tận 1 giờ đêm. Những cái món này hot thì chỗ nào cũng có, nhưng anh là người đầu tiên trên cái đường Lạc Long Quân, cho nên ai gần chỗ này khỏi cần đi xa, gần nhà mà rẻ hơn nữa chứ. Ngoài địa chỉ này thì quán cũng có một chi nhánh ở số 914 đường Cách Mạng Tháng 8, ai gần đâu thì mua đó, như nhau thôi. Lạp xưởng muối ớt thì quá hot rồi, một xiên này là 18.000, rẻ hơn nhiều chỗ khác 2.000. Giá anh bán 18.000 một xiên và 35.000 hai xiên. Giá thì bên ngoài có chỗ bán 20 nhưng anh bán 18 thôi. Một cái món cũng hot không kém cạnh là phô mai sữa nướng Hàn Quốc, có ba vị là phô mai, cacao, matcha, cái nào thì cũng có sữa đặc hết, thơm béo, ngọt ngọt, kéo sợi ăn đã lắm. Một cây như thế này là 30.000. Về món nước mà đang hot thì chắc mọi người không còn quá xa lạ với món chè long nhãn, thậm chí ở đây quán còn món trà chanh giả tay hay là bánh đồng xu luôn. Nói chung trên nào chỗ khác có là anh có. Về chất lượng đây thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, tại vì đây là cái chỗ bỏ xỉ cho rất nhiều chỗ bán Sài Gòn, thậm chí là các tỉnh thành khác luôn, cho nên là dám phá giá bán giá rẻ cho mọi người ăn. Đi ngang mà thấy mấy anh xăm mình, mọi người cũng đừng có ngại vô nha, thấy vậy thôi chứ hiền khô à. Anh cái này bây giờ xăm chỗ thì nó là tự nhiên rồi, không có cái gì cả. Anh Hiền đây mới đi bán cái này chứ. Ngoài bán mang đi á thì có tầm 10 cái bàn ngồi tại chỗ, mà những cái món như phô mai á ăn liền cho nó ngon, vì nhà là hết kéo sợi được luôn. Cái muối ớt lạp xưởng á thì nó sẽ cay cay tê tê như đầu lưỡi, ai mà ăn không quen thì vẫn có tương ớt cho mọi người nha. Như cái món này ăn với cái này thì nó mới hợp và đúng chất được. Và nếu như bạn thích ăn những cái món hot trend bây giờ mà ở gần đây thì lại mua cho nó tiện, giá còn hời hơn nữa.